Phòng khám da liễu bác sĩ Hiền xin kính chào quý khách. Tọa lạc tại số 38 ngõ 25 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám da liễu bác sĩ Hiền được biết đến là địa chỉ hàng đầu về điều trị mụn, sẹo rỗ, trị nám, tàn nhang cùng một số bệnh lý về da liễu. Phòng khám là nơi quy tụ của đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia da liễu hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm, cùng với điều dưỡng, kỹ thuật viên tay nghề cao, cộng thêm sự đầu tư bài bản về phương tiện máy móc hiện đại, nhằm mục đích cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng và nâng cao trải nghiệm khách hàng khi đến với phòng khám. Phòng khám da liễu bác sĩ Hiền chuyên điều trị các bệnh lý như bệnh về da thường gặp, nấm da, viêm da, hắc lào, á sừng, vảy nến, mày đay, bạch biến, lang ben, dị ứng da, các bệnh da liễu khác, tổ đỉa, bệnh chàm, rụng tóc, vảy cá, lupus ban đỏ, bệnh ghẻ, mụn cơm, zona, viêm nang long, thẩm mỹ da liễu, đồi mồi, hôi nách, nám da, triệt lông, tàn nhang, sẹo lồi, sẹo thâm, sẹo lõm, sạm da. Đặc biệt, phòng khám da liễu bác sĩ Hiền còn có dịch vụ khám và điều trị các bệnh về da liễu lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, hạ cam nền, xui mau gà. Tại phòng khám, bệnh nhân sau khi trải qua quá trình thăm khám và làm xét nghiệm, tùy theo nguyên nhân, các bác sĩ sẽ áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp. Quy trình xét nghiệm và điều trị bệnh lây qua đường tình dục ở phòng khám được thực hiện đơn giản và bảo mật. Phòng khám da liễu bác sĩ Hiền cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn về sức khỏe tình dục trên mọi phương diện. Tại đây, mỗi khách hàng sẽ được bác sĩ lên phác đồ cá nhân hóa chỉ dành riêng cho da của mình để tối ưu kết quả và rút ngắn thời gian điều trị. Phòng khám da liễu bác sĩ Hiền chắc chắn sẽ mang đến những dịch vụ hiệu quả và phù hợp nhất cho khách hàng. Mọi nhu cầu liên hệ hotline 0989 341 318, Zalo 0911 58 58 19, địa chỉ số 38 ngõ 25 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.